Xin chào anh em. Bây giờ vườn của mình xả mấy cái cây mai lùm nhỏ nhỏ ha, bán giá thấp luôn ha. Rồi giờ quay cho anh em trước nè. Đây độ thoát thân của tàn anh em. Đây nha. Đế này anh em. Đấy, đây là đế của nó nha. Mình cỡ như ngón cái tay của mình nè. Lô này thì nhỏ thôi. Để mình đo chiều cao quân bình của cái lô này cho anh em xem ha. Đây nha anh em. Đó, chiều cao quân bình nè. Có cây thì được mét, có cây 8 tấc. Đó. Quân bình nó khoảng từ 8 tấc đến 1 mét hết. Cây đây cây thấp nè. Thì thấp của nó là 7 tấc nè. Đó, 7 tấc, đó, một số cây thấp. Mình quay cho anh em xem kỹ hết cái lô mai xả này ha. Được, cũng quay đế cho anh em xem nha. Đây này, đế thì nó cũng không có nôm nhưng mà nó chạy cuộn cái rễ chuột nó lên gốc, nó nằm dưới đây đó, khá là quái đó. Rồi cái này lên một chùm đó, đấy anh em xem đó. Đấy, bộ rễ của nó nè. Mô ra cho anh em xem. Nó trải rễ này nha anh em. Cái này lớn hơn chút. Rễ chưa nổi lên nhưng mà tàn thì cũng đều. Đó. Rồi, nguyên cả cái lô này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 cây. Đó, nguyên cái lô này có 17 cây nha anh em. Rồi, anh em nào thích thì inbox mình luôn á. Đó, mình để cái giá công khai trên tiêu đề á. Rồi, xin cảm ơn anh em xem video nhé.